Hi, xin chào các bạn. Xin mời các bạn hôm nay đến clip của Thông nha. Thì cùng xem thì vườn nhà Thông hôm nay có những cái trái gì.
thì đây là đu đủ. Những trái đu đủ mà nó có màu vàng như vậy thì ở quê người ta gọi là đu đủ mỏ vịt. Thì những trái như vậy thì mình sẽ hái được các bạn. Thì hái được khoảng vài ngày thì nó sẽ chín. Hoặc là người ta có thể ăn sống như là nấu canh hoặc là làm mắm tép vậy. Cùng hái nha. À, nó to lắm luôn đấy. Một cây này mà mình có hái, có thể hái đây là 4-5 quả luôn. Quả này quả đấy thì rất là to nha mọi người. Những cây thì nó ở trên cao, rất là cao nha, thì mình phải đứng lên trên cái ghế thì mới có thể hái được. Này. Quả rất là khích. Đây như các bạn thấy thì cái cây này nó cũng vậy, nó rất là cao nha. Này thì trồng khoảng 2 mùa là 2 năm các bạn. Cao lắm luôn. Đứng mình sợ té đấy. Này có 3 quả thôi. Thường thì mình sẽ dùng cái chiếc xe này nha các bạn. Mình đẩy đồ đi xe, nếu mà mình xách thì nó nặng. Này thì mình sẽ sắp đu đủ lên xe nha các bạn. Như các bạn cũng thấy thì có những trái do tới lúa mà mình không hái kịp nó sẽ bị chín như thế này đây. Thì những cái này mình sẽ ăn.